dao động, cái môn hướng tâm và cháo quá má chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá, sau khi luồng cháo quá nái chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vì khi chít ta ni ti nề quá chít tức bà đà đá xê ta viết thà rê na ta rết ta nét thề ca chất ta li sa uy pha quá dê ayamet tha parita cháo quá ná hoa rô. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cha quá ná phụ appana di chi chít tá tá quá chí ná vô, tiến trình tâm ăn chỉ. Dạ con đã đọc xong, xin cảm ơn chị Nguyễn Huỳnh đã post bài, cảm ơn thầy Kinh, cảm ơn đại tràng lắng nghe và xin mời Kim Nhung. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Thầy Kinh, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ, con xin đọc bài. Dạ. Được, con xin sám hối. Con xin đọc bài ạ. Alo, alo ạ. Dạ. Xin mời niệm từ lên đọc trước ạ. Cảm ơn sư Kim Nhung. Dạ, Nam Mô Bích Tra Giá, Nam Mô Thông Ma Giá, Nam Mô Sang Ca Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và con kính lễ thầy Kinh và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ biết là âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc bài hôm nay. Đoạn 2 Tattha so manasasa haga tatcha wana nantarang appana biso manasasa haga ta wapati kan kittappa ubekha sahagata chawana nantarang ubekha sahagata watattha Biku sala chawa na nan tang ku sala chawa nan che wa het ti man cha fa lat ta ya mập bề ti tri ya chawa na nan ta rang tri ya chawa nang arahat ta fa lang cha ap bề ti. Ở đây tức khắc theo sau một cháu ba ná với thọ hỷ, một cháu ba ná appana sát na định với thọ hỷ ắt sẽ phát khởi phát, sau một cháu ba ná đồng phát sanh với thọ xả, một cháu ba ná appana điên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cháu ba ná appana thiền sẽ tiếp nối theo sau một cháu quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ Samapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát, sau một cháu quá ná hành sẽ có một cháu quá ná hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đốt tin sát su ku bùn nhằn hà đò đá sô Bekha ba ba rằng su khi ta ri ya to at
tha cha sam bồn tí upekkhaka. Sao tâm thiện có ba nhân tí hê tu cá liên hợp với thọ hỷ 32 lợi tâm phát khởi phát 4 thiện sắc 28 thiện siêu thế. Sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng thiền a la hán quả. Bút chúc cha na na sê kha năng ca ma bùn nhà thi hề tu tô thi hề tu ca ma ri cha tô vi ta ra ga năng áp pa na a ya met tha ma no do re vi thi chít tắp ba quát ti na di ti na yô. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá tâm quả Appana phát khởi, sao tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không có tham ái là sao tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ngũ ý môn. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, cảm ơn sư Nhật Quỳnh đã post bài lên. Dạ, con cảm ơn đạo tràng nhiều. Con có đọc gì sai, con xin thầy kinh sửa lại giùm con ạ. Cảm ơn Bích Tha giá. Bây giờ xin mời đệ tử mời bàn tay của sư Kim Dung ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ thầy, con kính đảnh lễ cô tu nữ phúc hạnh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài. Dạ, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn chị Meta cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, chị ơi, à dạ, em thấy rồi. Appana cha quan, con xin đọc lại. Appana cha qua na hòa rề ba na quy phù tà quy phù ta phề đồ na thi ta thà ta đà làm ba nốt bà đồ chắc. Trong phương cách diễn tiến của cha qua na Appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tha hi nhà na sầm ba yu ta ca mà qua cha ra cha qua na nàn a thành nàng anh nha ta ra mình ba ri cầm mu ba cha ra nu lộ ma gồ cha phù na mê na cha túc khát tùng tích khát tu mê qua hòa gia thà cha thác ca mằng úp bách chích tòa ni rút thề ta đa nàn ta ra mê qua gia thà ra hằng cha tút thằng bành cha mằng hòa chấp bì sa ti ma ha ga ta lô cu ta ra cha qua nề su gia thà phi ni hà ra qua sề na dằng kình chi cha qua nằng áp ba na quỳ thi mô ta ra ti ta tô ba rằng áp ba na qua sa nề pha quần ga bà tô qua hồ ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám trá quá ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị, parikamma, cận hành, upachara, thuận thứ, anuloma và chuyển tánh, gotrafu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp bất luận tâm trá quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano đoà rê vì thi chi táp ba quát ti na dô, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn.
Mano đoà rê ba na ya di vi phụ ta ma dam ba nang a ba tham a gai cha ti ta to ba rang pha wang ga cha la na mano đoà ra cha wa na cha wa na wa sa ne ta da ram ma na ba ka ni ma wa tan ti ta to ba rang pha wang ga ba to a vi phụ te ba na lam ba ne cha wa na wa sa ne pha wang ga ba to wa ho ti na tita đà làm ba nốt bà đồ tít. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát, khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và trá quán á chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá, sau khi luồng trá quán á chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh, Vittichitta niti ne vachittuppa da da se rita vittare na banette kachatta li sa vipa vaje ayametta paritta chavan na varo. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của trá quán ná phụ Abana, quỳ thi chít tát ba quát tina yo, tiến trình tâm an chỉ. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Con kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn chị Nhược Huỳnh bút bài. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào Thầy Kinh và con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ con cảm ơn Đạo Tràng đã cho con biết tín hiệu, con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Đoạn 2. Tát Thát Sô Má Ná Sá Sá Há Gá Tá Trá Quá Nà Nàn Tá Răng Appana biso mana sasahagata wapa kitan khitappa ubekha sahagata jawana nantarang ubekha sahagata watattha bikusala jawana nantarang kusala jawanan jay wahetthiman jafalattayamabbe tikriya jawana nàng ta rằng kriya cha wa nàng arahat ta pha lành cha áp bệ tí. Ở đây tức khắc theo sau một trá quá ná với thọ hỷ, một trá quá ná appana sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một trá quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một trá quá ná appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một trá quá ná appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một trá quá ná thiện và trong trường hợp chính ngộ samapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một trá quá ná hạnh sẽ có một trá quá ná hạnh và quả a la hán nối tiếp. Thoát tình sa su khắp bụng nhầm hà đoà đa sô bách khá cà ba rằng su khi ta kriya tổ át tha cha sàm phòn tí u bách khá cà. Sau tâm thiện có ba nhân, tí hề tú cá, liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế.
Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng bảy ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, bốn thiền duy tác sắc cộng bốn thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng thiền a la hán quả. Uthochana nasekha nàng ca mát bùn nhà tí hề tu tổ tí hề tu ca mát riya tổ quý ta ra gà nàng áp bà nà ayamet tham an nô đoà rê quỳ tí chít tắp bà quát tí na dù. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập sẽ khá, tâm quả áp bà nà phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho đạo tràng. Dạ cô Nhật Huỳnh, để con post bài giùm cho cô được không ạ? Dạ con xin phép được xuống mic ạ. Con kính đảnh lễ Văn Thầy Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Chế Đức, con kính đảnh lễ với cô Tư Nữ và con kính chào thầy Tinh và đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Đoạn 1. Appana chawana ware phana uy pu ta uy pu ta phê tu na thi ta tha ta da lam pa nu pa do cha. Trong phương cách diễn tiến của chawana appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cũng thế đấy, không có tâm quả đăng ký na cảnh. Ta tha hi nhà na sam pa yut ta ca ma wa cha ra cha wa na nang at thang nang an nyata ras min pari kam mu pat cha na nu lo ma gót tra pu na me na chát tu khát tung ti khát tu me wa ya ya tha kam mang upa chi toa ni u thề ta ta nan ta ra me wa yat tha ra hằng chát tuất thằng bành chát mằng hòa chát tỳ xà tí ma ha ca ta lô cút ta ra chát hoàn nề xứ yat tha phi ni hà ra uế ra quá xề na yằng kinh chi chát quá năng áp hạ na vi thị mô ta ra tí tát tu phát rằng áp hạ na quá xa nề phát ngần gác phá tù quá hầu tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cháu quá nó thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị parikamma cận hành upachara thuận thứ anuloma và chuyển tánh putrapu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong cặp thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp, bất luận tâm cháu quá nát nào trong 26 loại tâm, cao thượng thiền và siêu thế nhập tiến trình thiền tùy hợp theo sự gắn thích ứng. Manu đò rê quý chí chí tắp pháu quá tình nát dù, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Manu đò rê phá nát dà đi quý phụ tắp mà lầm ba nặng áp bát thần ác cát cha ta tu pha rằng pha gần quá cha la na ma nu đa ra wat cha na cha wat na wat sa ne ta da ram ram ma na pa ka ni pha wat tan ti ta tu pha rằng pha gần quá pa tu api pu te pha na lam pa ne che wat na quá xà nề phá ngần gá phà tù quá hầu tí nát thiết tát tát lầm bát núp bà đồ.
Khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát. Khi chập phá căn quá dao động ý môn hướng tâm và cháu quán hóa chậm nhất, sau đó chìm biến vào phá căn quá cát. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quang gá, sau khi luồng cháu quán hóa chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vichitta niti ne wat chitupa da da se vita vita re na panet te ka ka cha li sa vipa wa ye a ya metha parita cha wat na wa ro. Ba phương cách mà 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cháu quán ná phụ Appana Vichittapavattinayo, tiến trình tâm an chỉ. Dạ, con kính tri ân ông quý sư và quý cô tư nữ và thầy kinh và đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Thầm Mà, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào Thầy Kiên cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc bài hôm nay ạ. Đoạn 2, Tát Thá. Sô Ma Na Sa Sa Ha Ga Ta Cha Wa Na Nan Ta Rằng Áp Ba Na Bi Sô Ma Na Sa Sa Ha Ga Ta Wa Ba Ti Khanh Khi Tắp Ba Ubekha sahagata chawana nan tarang Ubekha sahagata watatha dusala chawana nan tarang Kusala chawana nje waheti man javalat tayamabbe ti Kriya chawana nan tarang Kriya chawana arahatafalan javabbe ti. Ở đây tức khắc sau một chawana với thọ hỷ, một cháu quán á Appanna sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một cháu quán á đồng phát sanh với thọ xả, một cháu quán á Appanna liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cháu quán á Appanna thiện sẽ nối tiếp sau một cháu quán á thiện, và trong trường hợp chứng ngộ Sammabatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cháu quán á hành sẽ có một cháu quán á hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đoát tìm sa xuất khá buồn nhầm hà, đòa đá sổ bét khá gà, bá răng xuất khít. Thách sầm phồn tí ú bét khá gà, sau tâm thiện có ba nhân, tí hê tú cá, liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân, liên hợp với thọ xả, 12 loại, một ngũ thiền sắc, cộng bốn thiền vô sắc, cộng bảy ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân, liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, bốn thiền duy tác sắc, cộng bốn thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân, liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc, cộng bốn thiền vô sắc, cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Bút thúc cha nà nát sắc khà năng cà mắp bùn nhà tí hề tú tổ tí hề tú cà mắc quý giáp tổ quýt ra gà năng áp bà nà ayamet tham á nô đòa rè quỳ thi chít tắp bà quát tí na dồ. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập, xê khá, tâm quả áp bà nà phát khởi, sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái, là sau tâm hành thuộc dục
Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc bài xong. Cảm ơn Sister Châu Nguyễn đã post bài. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Hello, hello, mọi người nghe con không ạ? Trước hết con kính đảnh lễ sư ông Chí Đức cùng quý sư ông đang hiện diện trong room. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào mọi người ạ. Con phải kính chào thầy giáo. Con không phải là học sinh và hôm nay là lần đầu tiên con vô mà con thấy trời ơi. Cái gì mà quá chừng luôn, và con thấy mọi người ai cũng đọc giỏi quá, thì con xin con thì chỉ biết đọc thôi chứ con không có học cho nên con không có hiểu nhiều. Con xin đọc bài ạ, con nói nhiều quá không có tốt, con xin đọc. Là con đọc bằng điện thoại cho nên cho con đọc từ từ. Em cảm ơn chị Châu Nguyễn. Dạ, nick cũ. Đoạn 1. Appanna chawanawa he panawi phu ta vi phu ta phê đô nát tí ta tha ta đà lâm bá nát bá đô chá. Trong phương cách diễn tiến của chawana appanna, tuyệt đối an trụ không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Cảm ơn chị. Tất tha hi nha na sam pa yu ta ka ma wa cha ra cha wa na du at thân năng an ya ta vat min pa vi tâm mu pa cha ra nu lo ma go cha phu na me na cha tu khat tung tik khat tu me wa wa giá thấp cảm ơn ấp bát chi toa ni ru te ta đa nâng ta ra mê quá giá thà ra hằng. Nhiều quá này. Chá thú thăng panh chá năng qua chấp bì sá tí má hát gá ta lô cút ta ra chá quá nê su giá thà phí mì hà ra quá xê ná giang kinh. Chí chá quá năng ấp bá na vì thính bù tá ra tí tá tù bá răng ấp bá na quá xa nê phát quan gặp bà tù hóa hồ tí. Tính biệt được rồi nha. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chá quá ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị, bá rí tâm má cận hành upachara, upachara thuận thứ anuloma và chuyển tấn gochapu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ 4 hay thứ 5, tùy trường hợp, bất luận tâm chá quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Manu toa re vithi chit tap bá vat tí na yô
tiến trình tâm khởi phát sinh qua ý muốn. Manu tòa rè bán ma giá trí huyết phù tám ma lâm bá nâng à bà thân à gách chá tí tá tù bá răng phát hoàn gách chá lá lá manu tòa rà quát chá lá quát chá lá chá quán nà quát xà nê tá đà râm mana ba ca nếp ba quát tầng tí tá tù bá răng phật quan gấp ba tu aulu te panna lam pande chawana wase wasane phật quan gấp ba tu wahu tina tita da lam pande ba da do ti ba do ti. Trong ý muốn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quăng gã dao động ý muôn hướng tâm và cháu quá nó chấm dứt, sau đó chuyển biến vào phát quăng gã. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chuyển biến vào phát quăng gã sau khi lùi cháu quá nó chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quý thí chít ta ni tì nê quá chít chút bà đà đá xê rít ta quý thà rê nắp bà nát thê ká chất ta lì xá quý phà quá dê á giá mát thập bà rít ta chá quá ná quà rô. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách dự kiến của cháu quán đã phụ Appana vi chi chít đắp báo quát tiếng ná vô tiến trình tâm ai chỉ. Hết rồi hả? Dạ, con cảm ơn đạo thầy Kim Malinda. Con cảm ơn mọi người đã nghe con. Và đây là lần đầu tiên con đọc, con muốn thử sức của mình. Con xin cảm ơn mọi người. Con có gì sai xin mọi người sửa cho con có phạm lỗi gì xin mọi người tha thứ cho con. Dạ, con xin xuống bếp ạ. Dạ, con xin kính lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào thầy Kinh, kính lễ tất cả các cô tu nữ. Xin kính lễ đạo tràng. Dạ, con xin được đọc đoạn 2. Tattha so manasa sahagata chavana nanta rang appana viso manasa sahagata vapatikan kitappa ubekha sahagata chavana nanta rang ubekha sahagata va tattha bi kusala chavana nanta rang kusala chavana che wa het ting meng chavat latta yamap beti kriya chavana nanta rang kriya chavana arahata phalang chat ap beti. Ở đây tức khắc theo sau một chavana với thọ hỷ, một chavana appana sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một chavana đồng phát sanh với thọ xả, một chavana appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chavana appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một chavana thiện, và trong trường hợp chứng ngộ Sama Bhatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một Chavana hành sẽ có một Chavana hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đốt tiền xa Sukha buồn nhằn hà Đòa đa sầu bách khà cà ba rằng Sukhita kriyato Atta cha sàm bồn ti ubekha
Sao tâm thiện có ba nhân: tí hề tú cá liên hợp với thọ hỷ, ba khởi phát, bốn thiện sắc, 28 thiện siêu thế. Sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, một ngũ thiền sắc, bốn thiền vô sắc, bảy ngũ thiền siêu thế. Sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả, 8 loại, bốn thiền di tắc sắc, bốn thiền a la hán quả. Và sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc, bốn thiền vô sắc, ngũ thiền a la hán quả. Buddhacchana na sekha nang ka ma bunya ti he tu to ti he tu ka ma kriya to vitaraga nang appana ayametta mano dware viti citta pavatti na yo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập sekha, tâm quả appana phát khởi sao tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sao tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con xin xuống mức, con xin cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả đạo tràng đã giúp đỡ ạ.
Dạ, Nam Mô Thầy giá, Nam Mô Tam Mai giá, Nam Mô Sư. Hát ai đọc hả quý vị ha? Còn ai đọc không? Chắc hát hả? Rồi, ok. À, thấy cô Diệp Quỳnh em ru không thấy cô lên thì thôi. Bây giờ mời một vị nào đó đọc cái bài tuần rồi á, lên trình bày lại cái bài tuần rồi. Tuần rồi ai ai có chép bài mời lên mời cô Diệp Quỳnh ha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được. Nhật Quỳnh kính chào thầy kinh, Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và đọc tới nọ máy cho Nguyễn. Cho Nguyễn ơi, cho Nhật Quỳnh đọc động 1. Dạ, con xin được ôn bài động 1. Áp ma cha, áp ba na cha quá na, quà rề ba na quýt phù ta quý phù tập bề đồ na thi. Táp thà tát đà làm ba núp bà đồ cha. Trong phương cách diễn tiến của cha quá na, áp ma na tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký của na cảnh. Ta thanh na na sam va yut ta ca ma va cha ta va cha na nan a thanh năng an nha ta ra sen ba ri cam mu va cha ra nu lo ma go ta phu na me na chat tup ka tum tit khat tu me wa wa ya tha kam mang up ma chit ta ni ru tha ta ta nan ta ra me wa ya tha ra hang chat tup thang ban cha mang wa chat pi sat ti ha ha ga gia ta lờ cua ta ra cha quá nề sư gia thà vi nề hà ra qua sề na dần kinh chi cha quá năng áp ban hà quỳ thi một ta ra ti ta tờ qua rằng áp ban na qua sa mẹ qua sa nề pha hoàn gia bà tờ qua hồ ti. Trong trường hợp này bất luận tâm nào trong tám Chavanas thuộc dục giới liên hiệp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chặt tâm chuẩn bị. Parikamma cận hành Upachara thuận thứ Anuloma và chuyển tánh Gotrapu. Tức khác sau khi những chặt tâm này chấm dứt trong chặt thứ 4 hay thứ 5, tùy trường hợp bất luận tâm Chavana nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano đo re vi thi chích tắc ba quát tin na dô tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đo re ba na dạ đi vi phù ta mà làm ba năng à ba răng a ba thằng a ga cha ti da to ba rằng pha quan ga cha la na man no do ra qua cha na qua na qua sa ne ta da ram man na ba ca ni ba qua tam ti da to ba rằng pha quan ga ba to a vi phu te a na lam ba ne cha qua na và xà nề phá hoàn các bà tờ và hồ tích na thi tất đà làm banh nấp bà đồ tích. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chặt phá quanh giá dao động, ý môn hướng tâm và cha qua ná chấm dứt, sau đó chìm biển vào phần phá quanh giá.
Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quanh gá, sau khi luồng cha quan ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quýt thi chít tăng ni tì nê chất chít tức bà đà đá xê di tà quýt thà rê na bá nét thê ca chát tà lì xá quýt phà quá dê Ayamat tabarit tachakwana qua rô. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng sau chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cha quan na cụ Appana quỳ thi chích tập ba quát ti na dơ tiến trình tâm an chỉ. Dạ, con thành kính đảnh tri ân chư đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh có sai xin thầy và đạo tràng chỉ dạy. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh thấy thành hoàng mới văn hoàng ơi, có ở trần đạo quý vị đã ôn bài chưa ạ? Dạ, nếu quý vị chưa ôn bài kính mời vòng tay. Dạ, dạ cảm ơn thành hoàng. Dạ, mến chào tư bi hỷ xã. Dạ, con kính đến Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đến Ngài Chủ Đức, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, Thượng Tứ Cố Tu Nữ, con kính chào Thầy Kinh. Được xin châu nghĩa cho mình xin bài với ạ. Đoạn 2, Tát Tha Sô Ma Na Sa Sa Ha Ga Ta Cha Qua Na Cha Qua Na Nam Ta Rang Áp Ana piso mana pasa sahagata wapatika patika khitap ba upaikha sasahagana sahagata chana wana nanam tarang upaikha sahagata wata Tha pi ku sa la cha qua na nan ta ram ku sa la cha quan nhai nành chê qua hệ hệ thi mi hệ thi mảnh cha pha la ta ya ma pe ti kri ya qua cha qua na nan ta ram kri ya cha qua Qua nàng arahata ha lành cha áp bề ti. Ở đây tức khắc theo sau một trái quá ná với thọ hỷ, một trái quá ná áp bá nà sát na định. Với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát sau một trái quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một trái quá ná áp bá nà liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đúng vậy, một trái quan ná appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một trái quan ná thiện. Và một trong những trường hợp chứng ngộ sammapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát sau một trái quan ná hành, sẽ có một trái quan ná hành và quả a-la-hán nối tiếp. Đoát tìm sa su khap bùn nhà Bùn nhàm hà đòa đá sổ bách khà Cà ba rằng su khí ta kí ri dạ tổ át tha cha sầm Phùn ti u bách khá khắc khà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hê tú cá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát 4 thiện sắc 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại 1 thiền ngũ sắc 4 thiền vô sắc 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại 4 thiền duy tác sắc và 4 thiền duy tác sắc 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả
có 6 loại tâm: 1 ngũ thiền sắc, 4 thiền vô sắc, ngũ thiền a la hán quả. Bu thu cha na na sách khả năng ca ma pùn nhà ti hề tu tổ ti hề tu ca ma kri gia tổ quy ta ra ca năng áp ta na a ya me tha ma no đoà rê quy thi chi ta pa vat ti na yo. Với hạn phàm nhân và hạng còn phải tu tập xích khá tâm quả appana khởi phát sau tâm thiện, có ba nhân dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong ạ. Có sai con xin thầy và quý đạo hữu sửa cho con xin xuống mic ạ. Con kính cảm ơn Châu Nguyễn và quý đạo hữu ạ. Giờ cô Dịch Quỳnh hay là mời một người nào khác lên đọc cái bài học tuần rồi đó. Ai lên đọc được không? Rồi, mời Thiền Vũ nha. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào Thầy Kinh và kính chào quý đạo hữu. Con xin học lại bài tuần rồi đã học. Sự tương quan giữa các quyền và tam tướng, tín quyền mạnh, quán vô thường tướng, đắc sơ đạo, gọi là bậc tùy tín hành. Từ sơ quả đến A-la-hán quả, gọi là bậc tín giải. Định quyền mạnh, quán khổ tướng, đắc bốn đạo và bốn quả, gọi là bậc thân chứng. Tuệ quyền mạnh, quán vô ngã tướng, đắc sơ đạo, gọi là tùy pháp hành. Bảy đạo cao tiếp, gọi là bậc kiến đắc. Sự trở lại của bậc thánh sơ quả, tuệ quyền mạnh, trở lại một lần cõi dục, gọi là nhất sanh dự lưu. Tuệ định ngang nhau, trở lại từ 2 đến 6 lần cõi dục, gọi là lục sanh dự lưu. Tuệ quyền yếu, trở lại cõi dục 7 lần, gọi là thất sanh dự lưu. Lộ phản khán đạo, tiếp theo tâm lộ đắc đạo, hộ kiếp sanh khởi, rồi một lộ ý môn khởi lên, có Phật sự xem xét, phản khán lại lộ đắc đạo, gọi là tâm lộ phản khán đạo. Bốn tâm thiện dục giới hợp chí, làm phận sự đồng lực phản kháng. Ba lộ, sơ, nhị, tam đạo. Bốn tâm duy tác dục giới hợp chí, làm phận sự phản kháng cho lộ tứ đạo. Bậc A-la-hán không còn tâm thiện dục giới hợp chí, chỉ còn tâm duy tác hợp chí, lộ tâm, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng. Khán ý môn, bảy cha quan ná, trở lại hộ kiếp. Phản khán lộ đạo có 5 cách. 1. Phản khán đạo vừa chứng đắc. 2. Phản khán quả vừa đạt thành. 3. Phản khán niết bàn được chứng ngộ. 4. Phản khán phiền não đã sát trừ. 5. Phản khán phiền não còn dư sót. Tâm đảm nhận trong cách phản kháng. 3 cách đầu, 1, 2, 3, do tâm đồng lực hợp trí đảm nhận. Cách thứ 4, do bậc tứ đạo quả đảm nhận, cùng với 3 đạo quả trước. Cách thứ 5, chỉ có 3 đạo quả, trừ tứ đạo quả, vì còn phiền não dư sót. Vì thánh tứ đạo không còn phiền não dư sót,
nên không có cách thứ năm, chỉ có bốn cách phản khán. Tuệ phản khán có 19 thứ. Ba lộ đạo của vị thánh hữu học nhân 5 bằng 15. Riêng lộ tứ đạo còn 4, nên tổng cộng có 19 lộ phản khán đạo. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con xin thầy sửa cho con và con xin. Rồi, xa thấu, xa thấu. Rồi, cảm ơn nha, Thiện Vũ. Đọc rất là rõ ràng ha. Rồi. Giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Bài tiếp theo là lộ thiền cơ và lộ hiển thông. Lộ thiền cơ và lộ hiển thông. À, ghép cái chữ Bali vô luôn ha. Lộ thiền cơ và lộ hiển thông. Và đất cá trà nó quỳ thí chắc ác phin nhà quỳ thí chắc lộ thiền cơ và lộ hiển thông. Mình học tới đây là còn chừng khoảng chắc vài tuần nữa là hết phần lộ tình tâm nha quý vị. Sắp đắt hết rồi ha. Này sắp đắt rồi. À, ghi ra cái gì ghi từ từ quá nha. Rồi cái chữ này bà đã cá trà nó quỳ thí. Bà đã cá trà nó quỳ thì giờ đó rồi là bắt cái chữ ba đá ra, bắt cái chữ ba đá ra, ba đá hai chấm là nền tảng, phải cơ bản, nền tảng cơ bản. Đó là nền tảng cơ bản. Rồi nguyên cái chữ luôn. Ba đó cái trà nó quỳ thí. Ba đó cái trà nó quỳ thí. Lộ tâm thiền cơ bản. Chuẩn bị cho lộ tâm thông. À, là ý nghĩa của cái chữ đó. Lộ tâm thiền cơ bản. Chuẩn bị cho lộ tâm thông. À, tức là cái mình nói lộ thiền cơ không thì mình không biết là thiền cơ là thiền gì, nhưng mà thực sự nó là loại thiền cơ bản, là thiền mà làm cái nền tảng để cho mà tiến tới cái bậc lộ hiển thông. Thì giờ mình xuống dòng mình ghi lộ thiền cơ là lộ ngũ thiền sắc giới. Bành cho mắt trà đó, lộ thiền cơ là lộ ngũ thiền sắc giới. Ngũ thiền sắc giới, đúng rồi. Tức là khi mà muốn thực hiện cái thần thông đó, thiện cái lộ thiền thông đó, thì phải nhập thiền cơ trước, là nhập thiền cơ bản trước, và thiền cơ bản nó chính là ngũ thiền sắc giới. À, tức là nhập vào ngũ thiền sắc giới trước sao? Thì lộ thiền cơ là lộ ngũ thiền sắc giới. À, đó là cái sự mà nối tiếp của cái căn bản để mà đi vào cái lộ thiền thông. Và như vậy. Cũng như mình lên máy bay, trước khi muốn lên máy bay mình phải đi xe hơi tới trước mới chịu lên máy bay được. Nhưng rồi xuống dòng cái chữ Áp Phin Nha Quỳ Thí hai chấm và lộ hiện thông. Áp Phin Nha Quỳ Thí, bắt cái chữ là bỏ xuống. Áp Phin Nha Quỳ Thí lộ hiện thông. Chữ áp phí cộng căn nha, áp phí cộng căn nha là bằng áp phin nha, áp phí cộng căn nha bằng áp phin nha, tức là thắng trí thông, thắng trí thông.
thắng trí thông, tin còn căn nhà và thắng trí thông. Tức là Afin nhà quý thí là lộ hiện thông, quý thí là lộ tâm ha. Afin nhà quý thí là lộ hiện thông, là thì Afi này cộng căn nhà là thắng trí, và thắng trí để làm thực hiện thông thì được gọi là Afin nhà và thắng trí thông. Rồi xuống dòng bắt đầu mình đi vào chi tiết ha. Trước tiên hai chấm, trước tiên hai chấm. À, dòng là dòng nhập thiền cơ chuẩn bị cho lộ hiện thông, nhập thiền cơ chuẩn bị cho lộ hiện thông. À, xin dòng là dòng tiếp đến nhập lộ thông, tiếp đến nhập lộ thông. Thì vậy trước tiên mình muốn nhập vô cái lộ thông thì phải nhập thiền kích, nhập thiền cơ bản chuẩn bị cho cái lộ hiện thông. Thì cái thiền cơ bản này chính là nhập vô cái ngũ thiền sắc giới. Tức là một vị mũ có thần thông là phải đắc với ngũ thiền sắc giới mới có thể thực hiện thông được ha. Thì như vậy cái nhập cái thiền cơ tức là nhập vô cái ngũ thiền sắc giới xong rồi mới nhập vào lộ hiện thông. Rồi xuống dòng lộ tâm thiền cơ, lộ tâm thiền cơ hay tâm thiền cơ. Rồi lộ tâm nhập cái thiền cơ trước ha, thiền cơ bản trước ha. Rồi xin dòng hộ kiếp hát và hộ kiếp rung động dứt dòng, rung động dứt dòng kháng môn, chuẩn bị cận hành thuận thứ, chuẩn bị cận hành thuận thứ. Chuyển tánh, tánh thiền, thiền chấm 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 nhập ngũ thiền. Hộ kiếp trở lại, hộ kiếp rồi, tức là khi nhập lộ thiền cơ thì cái lộ tâm nó sẽ diễn tiến như vậy. Hộ kiếp rung động dứt dần kháng ý môn sanh khởi, tức là đây là lộ ý, tức là kháng ý môn. Rồi chuẩn bị cận hành thượng thứ, chuyển tánh thiền, nhập vô thiền, xong cái hộ kiếp trở lại. Thì ở đây có cái chuẩn bị thì đó là độn căn, mà người lợi căn thì bỏ cái chuẩn bị ra, là không cần chuẩn bị nữa, vô cận hành thượng thứ, chuyển tánh thiền. À, thì đó lộ tâm thiền cơ được diễn tiến cho chúng ta biết là như vậy ha. Rồi bây giờ mới vô lộ tâm chính thức, lộ tâm hiện thông, hai chấm. Lộ tâm hiện thông. Hiện thông rồi, hộ kiếp rung động dứt dòng kháng y môn, chuẩn bị cận hành thuận thứ, chuyển tánh thông. Hộ kiếp thông là chỉ một sát na thông. Hộ kiếp, hộ kiếp rung động dứt dòng kháng y môn, chuẩn bị cận hành thuận thứ, chuyển tánh thông. Hộ kiếp là cái lộ hiện thông, tức là khi mà nhập thiền cơ,
vô chuẩn bị cận hành những thứ chuyển lại chuyển đánh rồi thiền cái hộ kiếp nó lại rồi mới vô vô qua cái lộ hiện thông à, hộ kiếp rung động dứt dòng kháng y môn chuẩn bị cận hành những thứ chuyển đánh thông một sắc là thông sanh lên là thành thông biết liền ha rồi hộ kiếp nó lại đó là lộ tâm hiện thông rồi xuống dòng sắc ma. Sắc ma về lấy bắt cái lộ tâm hiện thông mình tính không? Sắc ma có mấy đây quý vị ơi? Sắc ma lộ tâm hiện thông có bao nhiêu sắc ma? Sắc ma có bao nhiêu sắc ma đây? Hello. Có 6 sắc ma. Đếm rồi là sắc ma gì đây? Alo. Bắt đầu từ đâu? 6 sắc ma từ đâu? Cái tận thứ chuyển tánh thông 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng rồi, xa thử bắt đầu từ cái kháng y môn mình tính đi ha. À, hồn kiếp không tính. À, bắt đầu từ kháng y môn mình tính đi là không những cái sắc ma là chính thức sinh khởi. Thì như vậy là có được 6 sắc ma. Rồi cô thư ký ghi ra cho cô Nhật Quỳnh với cô Meta ghi lại ha. Lớn tuổi ghi chậm là không chậm lại chút. Kháng y môn biết không. Rồi rồi tới thứ tâm hai chấm có bao nhiêu thứ đây, lộ tâm hiện thông có bao nhiêu thứ đây, hiện thông có bao nhiêu thứ, kể ra dùm cái đây. Bảy thứ còn bảy nha, bảy rồi bảy kể ra coi là cái gì, bảy thứ tâm, thứ tâm gì, đúng không quý vị? Alo, cô Kim Dung đưa lên vậy, cô Nhật Quỳnh thấy sao? Đúng không? Kháng y môn hai gì, hai hai DD là gì? À, hai đại thiện rồi, hai DD biết là gì? Hai DD, hai DD. Hai đại thiện hợp trí xã, hai tố dục giới hợp trí xã, tâm thiện tâm tốt. Tại sao lại sẽ là hai thiện dục giới hợp trí xã mà không là hỷ? Dục giới hợp trí có bốn, à, hai xã, hai hỷ. Tại sao thì mình dùng hỷ được không? Dùng hỷ được không? Alo. Dùng hỷ được không? Ngũ thiền, đúng rồi, ngũ thiền chỉ có xả xa thú nhập vô ngũ thiền mới qua thông được. Thì là chỉ có đạt đến ngũ thiền, mà ngũ thiền là chỉ có xả và định ha. À, thành ra hai tâm thiện dùng với hợp trí này phải là xả và mới vô thông được. Di tác cũng vậy ha, di tác cũng dùng hợp trí và xả luôn. Vì như vậy thứ tâm mình có kháng y môn là một, hai đại thiện dục với hợp trí xã là ba, hai di tác trí xã là năm, cộng hai tâm thông. Hai tâm thông là một, là ngũ thiền thông đó. Thiện
hai là ngũ thiền thông di tác, thì vậy là hai tâm thông, một thiện một di tác. À, thì vậy tứ tâm chúng ta có được là bảy thứ. Rồi cô Nhật Quỳnh, cô Meta nắm được ý nghĩa chỗ này không? Alo. Quý vị có hiểu không? Có nắm được không à? Alo, alo, alo. Giang Nhật Hạ vô học lâu rồi, biết có hiểu không? Sao ngồi im ru hoài, không trả lời với giống gì hết. Cô Mai cũng im ru rồi. Niệm từ tâm hành tàm quý thanh hoàng thiện vũ tô thị phúng trần đạo. Trần đạo lâu quá không thấy nó năng như thế này, không biết giờ sao rồi. Cô Trần Đạo đâu rồi? Im ru vào đầu rồi. Cô Meta, cô Nhật Quỳnh có hiểu không? Bó tài cơ luôn. Bây giờ ta hỏi, ta đặt câu hỏi, ta ngồi, ta nghỉ ngơi, ta uống nước, ta thông dong nãy giờ, chắc chưa kịp hết ý kiến luôn. Rồi, qua được chưa? Hiểu rồi phải không? Hiểu rồi thì cho qua, cô Meta đâu mất tiêu rồi. Cô Meta chết kịp chưa? Hiểu chỗ này không? Cô Trần Đạo thì đang busy. Đổ thừa, đổ qua họ đổ rồi. Đổ Nhật Quỳnh, đổ thì Nhật Quỳnh. Thì Nhật Quỳnh. Được chưa? Rồi ha, rồi thứ tâm qua rồi ha, cô Nhật Quỳnh hiểu rồi ha, rồi cái ta cũng thông luôn ha, qua ha. Rồi chẳng, chẳng có bao nhiêu chẳng đây, trong cái lộ trình tâm thông có bao nhiêu chẳng, chẳng xe lửa có bao nhiêu chẳng đây, chẳng xe lửa có bao nhiêu chẳng đây, có hai chẳng kể ra, có hai chẳng kể ra. Kháng y môn là một chặng, động lực là hai chặng, đúng rồi, chính xác ha. Rồi động lực mặc dù nó nhiều cái loại nhưng mà khi mà nói động lực là nó chỉ là cái chặng đó, là chặng động lực. À, bánh xe xuống thứ nhất là kháng y môn, cái thứ hai là động lực, thì như vậy chặng mình có hai, kháng y môn và động lực. Rồi với cái lộ hiện thông này về người thì có bao nhiêu hạng người, người hai chấm có bao nhiêu hạng người, người khổ có không quý vị, người khổ có hiện thông được không, người khổ có hiện thông được không, người khổ có hiện thông được không, zero zero. Vậy chứ mấy con chim nó bay déo déo déo, nó bay trên trời, thần thông nó bay dữ lắm, thì nó có tính cho hiện thông hay không? Chim bay, cá lặn, cá lặn múc mùa dưới nước luôn. Nó lặn năm này qua năm khác cũng sao, mình xuống những năm phút mình chết ngắt, mới có thần thông không? Rồi không luôn, đúng rồi, nó là cái loài đó, nó do nghiệp sanh nó phải vậy thôi. Rồi như vậy là bốn người khổ có nè, người lạc vô nhân có không, người lạc vô nhân có thành công không, không luôn, xa thứ, xa thứ, vô nhân thì không có thành công rồi.
Nhưng mà người nhị nhân có không nè? Người nhị nhân, người phàm nhị nhân có không? Phàm nhị nhân có không? Không, 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 không. Tại sao? Tại sao người nhị nhân không có được? Tại sao người nhị nhân không có được? Cái chỗ này mình phải hiểu rồi. Lý do tại sao người khổ là ok, người lạc nhân dân là ok, nhưng mà người dị nhân là như mình, người dị nhân xa thú không thể đắc thiền được thì không thể hiện thông được, quá xa thú luôn, quá xa thú. Quý vị nói này cái sao động não lên cái chứng đắc liền, sơ quả, sơ đạo sơ quả liền, bùm bùm bùm. Rồi, và người dị nhân cũng không thể nào được ha. Loại ra, làm loại được bốn người khổ nè, người lạc vô nhân bỏ luôn nè, người dị nhân bỏ luôn. Rồi phàm tam nhân được không? Phàm tam nhân được không? Phàm tam nhân được không? Tại sao được? À, cái này là tại sao được? Lý do tại sao phàm tam nhân được? Đắc thiền được, xà thú, xà thú. Mà tại sao đắc thiền được? Hỏi thêm câu nữa. Tại sao đắc thiền được? Tại sao có thể đắc thiền được? Lý do. Lý do tại sao? Nói cho rõ nha. Lý do tại sao nói cho rõ nha. Chưa rõ, nói vậy là chưa rõ. Hợp trí dân trí tuệ chưa rõ. Nói cho thật là chính xác. Vì pháp là phải nói luôn. Chính xác từng chút một. Tục sanh bằng tâm thiện, hợp trí tục sanh bằng tâm thiện là trật rồi. Ai bổ túc hơn? À, nói trật rồi đó nha. Sảy một ly là đi một dặm rồi. Đại thiện cũng trật luôn. Tâm quả đại thiện hợp trí, chính xác tâm quả thiện chứ không phải là thuộc sinh bằng tâm thiện. Chữ quả là nó trật xa lắm nha, trật một trời một vực luôn ha. Tức là tâm quả thiện hợp trí mới có khả năng, có hy vọng mới đắc được thiền, mà đắc được thiền được thì mới có thể thành thông được. Thì như vậy là mình lấy được một phàm tam nhân, đúng chưa? Phải có được một phàm tam nhân, ghi vô sổ trước ha, còn một phàm tam nhân. Rồi, bây giờ bốn thánh đạo, được không? Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, hiện thông được không? Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, hiện thông được không? Có Thiện Vũ, có Kim Nhung không? Hồng Mai có. Châu Nguyễn không? Cô Meta có. Vậy lặp lại nè, bốn thánh quả, bốn thánh đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo có hiện thông được không? Suy nghĩ nha, suy nghĩ cho kỹ nha. Mình vô chi pháp là mình phải suy nghĩ cho kỹ nha. Dạ không, người nó không, người nó có, giờ cho là đúng là không, à, không là tại sao không, tại sao sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo không thể hiện thông được, bậc thánh là tại sao không thể hiện thông được cái gì, lý do tại sao? Một trả lời, vì đạo quả liền, đạo liền quả là một lý do, rồi gì nữa? Do chỉ một sắc na không hiện thân được, và hai cái câu đáp, ai trả lời hay nhất là được 10 điểm hôm nay này, ai trả lời hay nhất là được 10 điểm. Ai đắc đủ thiền mới hiện thân, chưa được rõ ràng, chưa được ba câu trả lời, chưa câu nào được hay hết trơn.
Ai đó là hai cái. Học xong cái khóa này, lộ trình tâm này là phải học xong là chính xác, nói chuyện là chính xác. Tạo cao là trật còn xa nữa, gian nhiệt hạ trật còn xa nữa. Phải luôn. Ráng này. Xong rồi ra là có thể đắc quả gì đấy. Quả là hán, trật luôn rồi. Trật luôn rồi. Giờ hỏi giờ chịu thua chưa, chịu thua là đặt thêm câu hỏi nữa. Giờ đối tượng của sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo là gì? Đối tượng của sơ, nhị, tam, tứ đạo là gì? Là niết bàn, là niết bàn, mà niết bàn thì mắc mớ gì, cái vụ thông trong đây cái gì ha. Niết bàn, cảnh niết bàn thì đâu có thông thiết. Thông là phải cảnh sắc giới à, không có thông thiết gì trong này ha. Mà là bốn thánh đạo không có tính cho được, niết bàn là đối tượng của bốn thánh đạo. Ok rồi ha, thông ha, thông ha. Rồi, đắc ra đắc bụp 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 ha. Cô Nhật Quỳnh lắm chưa, cô Meta lắm được chưa? Alo. Đối tượng của bốn đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, đối tượng nó là niết bàn, chứ không có đối tượng là cảnh sắc giới được, cảnh thiền sắc giới được. Nhập thiền thông là phải cảnh thiền sắc giới, mà nhập vô ngũ thiền sắc giới mới hiện thông. Còn cái này bắt đạo niết bàn đâu mắc mới gì vô kia chưa, được chưa? Rồi, lắm được chưa? Là lúc đó cái tâm nó đang bắt cảnh niết bàn để chứng đắc được đạo để mà thành tựu quả, thì như vậy đó là bốn thánh quả, bốn thánh đạo là không tính. Rồi giờ bốn thánh quả có không, bốn thánh quả có không, thánh quả có không à, bây giờ tới bốn thánh quả mà ha, bốn thánh quả mới tính ha. Có đúng rồi, có xà thú có, nhưng mà lý do tại sao có, nó cũng bắt cảnh giúp ban vậy. Này mới là hay cho nó, thành quả cũng là hưởng thụ cảnh giúp ban. Lý do bây giờ lấy một cái đi, lấy sơ quả đi, bậc thánh sơ quả đi, để chứng đắc sơ đạo sơ quả, là cái sơ quả là bậc thánh sơ quả, lấy bậc thánh sơ quả tại sao hiện thông được. À, ngủ thiền sơ quả. Giờ nó có cái khúc mắc cái chỗ này nè, à, tại sao mà sơ đạo thì không có thực hiện thông được, mà sơ quả thì làm được. À, sơ đạo cũng bắt cảnh với bàn, mà sơ quả cũng bắt cảnh với bàn, tại sao sơ quả làm được? Đặt rồi, đi 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 ra đề rồi, đi đặt rồi, đi ra đề, đặt là đối tượng không còn niết bàn. Động não chút xíu nữa, động não lên quý vị, ráng động não lên, động não. Tùm lum các bạn. À, vậy là chắc bí rồi, mày chắc bí rồi. Bây giờ phải khai thông để kinh mạch lại mới được. Bậc thánh tứ quả, bốn thánh quả, bây giờ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, bốn bậc thánh quả. Khi mà chứng đắc niết bàn, thí dụ như bây giờ cô Hồng Mai, cô Kim Dung đắc được sơ đạo, rồi qua cái sắc na sơ đạo, rồi qua hai sắc na sơ quả, xong cái là hết. Trở lại đời sống bình thường,
thì người đó có gọi gọi là thánh quả sơ Tu Đà Hoàn không quý vị? Có phải là bậc Tu Đà Hoàn không? Đúng rồi, thì nó vẫn là bậc Tu Đà Hoàn, vẫn là thánh quả như thường nhé, bậc thánh quả Tu Đà Hoàn. Thì những người thánh quả Tu Đà Hoàn này mà trước khi họ đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, họ đã đắc thiền, đắc tới ngũ thiền, rồi xong họ tu tập, họ đắc được sơ quả và thành bậc Tu Đà Hoàn, bậc thánh quả Tu Đà Hoàn. Thì những người này nhập thân được không quý vị? Nhập thân được không? Chưa nghe có phần nào nghe? Ngũ thiền sơ quả được đó, đây là ngũ thiền sơ quả, ngũ thiền hiển thông được, là những vị này đắc thiền xong họ luyện qua họ tứ niệm xứ, họ đắc được thánh quả sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì khi đời sống mình nhật họ là bậc thánh, là thánh nhân, thì họ nhập vô cái thiền ngũ ngũ thiền xong họ ra là nhập là vô cái lộ thông, thì bậc thánh tứ quả nhập được lộ thông như thường bốn thánh quả, nhưng mà bộ bốn thánh đạo không được, bốn thánh quả được. Lý do là như vậy, bởi vì khi đắc thánh quả xong và họ trở thành bậc thánh thôi thì gọi là bậc bốn thánh quả. Rồi nắm được không? Nắm được cái ý, cái cốt lõi chính ở chỗ này hay không? Nó không có lẫn lộn với là bốn thánh đạo. Nắm được chưa? Cho biết đi, cho bông biết lên đây, biết chưa? Cô Nhật Quỳnh hiểu không? Cô Bích Ba hiểu không? Alo. Phàm nhân cũng cần thông, sơ quả. Phàm, phàm tam nhân á, mà đắc thông như thường. Chuyện nhỏ. Được chưa? Rồi bây giờ ghi ra ở chỗ này thì cái bốn thánh quả nè, ví dụ như dùng cô Meta nè, tôi đắc được thiền, đắc được thiền lúc còn phàm đi, phàm nhân là đắc được thiền, đúng chưa? Thì đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì cô Nhật đắc được, cô Meta đắc được ngũ thiền xong, là có được ngũ thiền ha. Rồi cô Meta mới tu tứ niệm xứ, thành tứ niệm xứ đắc được sơ đạo sơ quả thì trở thành thánh quả Tu Đà Hoàn, đúng không? Cô thành thánh quả Tu Đà Hoàn tức là bậc thánh nữ Tu Đà Hoàn, đúng chưa? Thì lúc cô đắc được cái này rồi đó, giờ trong cái lộ tâm thì đắc được thánh quả xong rồi ra thì xả ra bình thường thì nó vẫn là bậc thánh như thường, rồi là đã trở thành một bậc thánh rồi ha, là một thánh quả rồi, là thánh quả Tu Đà Hoàn. Thì sau đó cô mới nhập thiền, nhập là ngũ thiền rồi qua hiện thông. Thì như vậy cô có thành thông được không? Thành thông được hay không? Được không? Hello. Em rù. Được không? Có hiểu được cái này không? Có hiểu được chỗ này không? Bây giờ mình đi từ người phàm nha, tới bậc thánh nha. Ví dụ như là cô mấy ta là phàm tam nhân, đúng rồi, đắc thông trước đắc ngũ thiền trước chứ không phải đắc thông, đắc ngũ thiền trước thôi là đắc thông rồi. Bây giờ cô là một người phàm tam nhân, tu đắc được ngũ thiền, đắc được ngũ thiền là sắc giới, ngũ thiền sắc giới xong rồi cô mới đắc được sơ quả, sơ đạo trước, sơ đạo rồi sơ quả, sơ đạo sơ quả qua liền ha, sơ đạo quả liền một sát na ha. Thì sơ quả sơ đạo mình không tính nữa, giờ mình tính là sơ quả, đắc được sơ quả thành thánh nhân,
Và sau khi đắc được sơ quả thì cô được gọi là bậc thánh nhân, bậc sơ đạo, bậc sơ quả tu đầu quần, bậc tu đầu quần, bậc thánh nhân là đầu tiên. Thì sau khi đắc được tu đầu quần xong thì cô mới luyện. Trước khi nhập thông phải nhập vô thiền cơ lại, nhập vô ngũ thiền sắc giới trước, nhập vô ngũ thiền sắc giới xong mới xả thiền sắc giới ra, mới nhập vô lộ thông. Vì như vậy bậc thánh tu đà quần sơ quả này vẫn nhập thân được như thường, vẫn luyện thông được như thường, vẫn nhập vào thần thông được. Thì cho nên mình mới lấy được bốn thánh quả trong cái lộ hiện thông này, bốn thánh quả vẫn làm được, là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, vẫn luyện thông được. Cho nên mình mới lấy được bốn loại người là bốn thánh quả vậy đó. Một phàm tam nhân cộng thánh quả, đó là người mình có được năm loại. Bốn thánh quả vậy, không bốn thánh quả không có thiền, không có thiền không có thiền. Đúng rồi, không có thiền thì chịu thua. Không có thiền trước là không có làm được, không có thông được. Ngủ thiền mới được, đắc ngủ thiền trước mới luyện thông được. Để nhập thiền để đắc thánh mà thiền khô, để đắc đạo khô á, là đắc đạo mà đạo không, không có thiền á, thì không có nhập thông được. Còn kia là phải có nền tảng sẵn, là phải có thiền sẵn giữ văn nó mới làm được. Đắc ngủ thiền mới luyện thông được, đúng rồi. Rồi như vậy đó là người thì mình có được năm người, là một phàm tam nhân là vẫn làm được, và bốn thánh quả làm được luôn. Là vậy, nhưng mà mình có được năm người, một phàm tam nhân cộng bốn thánh quả. Rồi, đó là về người mà mình đã thông qua được ha, hiểu càng lúc càng rõ ràng, sáng rõ ra ha, sáng chói ra ha. Cô mới ta vô tay đó. Rồi mời cô mới ta. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con hiểu về, con nói lại thầy coi đúng không. Dạ bây giờ phàm tam nhân phải đắc tu thiền, phải đắc ngũ thiền, đắc ngũ thiền trước rồi mới tu tứ niệm xứ để đắc qua bốn thánh quả, thì sau đó mới đắc thông được. Con hiểu vậy có đúng không thầy? Dạ nếu đúng thì thầy cho con biết, còn nếu sai thì thầy sửa cho con. Dạ con dâng mít lại cho thầy. Rồi, xà thú rồi, đúng rồi, chính xác như vậy ha, đúng rồi. Đó, tức là phải đắc ngũ thiền xong mới đắc qua tứ thánh quả. Rồi xong rồi muốn hiện thông là phải trở về ngũ thiền mới hiện thông được. Thì nhưng mà bốn bậc thánh quả này là phải có thiền trước mới hiện thông được nha. Chứ không có thiền trước là không hiện thông được. Rồi, đúng rồi đó, cô hiểu chính xác rồi. Rồi, xong ha. Và đã thông được kinh mạch ha. Đã thông được kinh mạch rồi nè. Rồi, quý vị thông kinh mạch chưa? Alo. Rồi bây giờ tới cõi nè. Cõi hai chấm. Cõi hai chấm. Bốn cõi khổ có thần thông được không? Bốn cõi khổ bay dù có thần thông được không? Không, cái này là luôn. Rồi loại bốn khổ ra. Loại bỏ ra ha. Rồi cõi vô tưởng sắc giới là phạm thiên vô tưởng sắc giới thần thông được không? Phạm thiên vô tưởng sắc giới thần thông được không? Đấy, tại sao không ta? Phạm thiên người ta là thứ dữ à, này thuộc loại là cao cấp à, mà sao không được? Không có tâm, không có tu thiền được. À, đúng vậy, chính xác à. Cõi vô tưởng này giống như một cái búp bê ngồi đó chơi, không có thần thông thiền gì được hết. Và cõi vô tưởng chán cái tâm này quá, cái tâm này nó làm khổ ta quá. Giờ ta đắc được ngũ thiền xong, ai gì sanh lên cõi sắc giới ngũ thiền
hưởng thụ cho nó là thiền đã, chán chán đời nguyện không có tâm, không tâm sao cái sanh lên làm cái búp bê ngồi đó 500 kiếp chết luôn hay quý vị, ngồi yên đó bất động ha. Rồi như vậy là loại cõi vô tưởng đó luôn, bốn cõi khổ bỏ, cõi vô tưởng bỏ. Rồi bốn cõi vô sắc giới có không? Bốn cõi vô sắc giới, bốn cõi vô sắc giới không có, không có, không có. Lý do tại sao không có ta? Cõi sự giới cũng là phạm thiên thứ dữ. Không có sắc nên không thể nhập ngũ thiền sắc giới, xa thủ, xa thủ quá độc ha. Đây là tôi gọi là siêu hơn ha, siêu sao hết ha, ai cũng siêu sao. Muốn nhập thiền phải nhập ngũ, nhập thông phải nhập ngũ thiền sắc giới, mà này gọi sắc giới thì không làm được đó. Mấy ông phạm thiên trên gọi vô sắc thì không làm được vô này, trên đó ông hưởng kiểu vô sắc cũng hẳn ha. Rồi như vậy là mình trừ bốn cõi khổ, cõi vô tưởng là năm, bốn cõi vô sắc giới là mấy, chín, trừ chín cõi ra còn bao nhiêu, còn lại bao nhiêu cõi đây? Hello, 22 cõi, chính xác là 22 cõi là có thể thực hiện được. 22 cõi. Rồi vô sổ, vô sổ bị đen luôn, cõi có 22. Hai mươi hai cõi vui ngủ vẫn, xả thấu, xả thấu thèm luôn càng tốt. Rồi xuống dòng ghi chú. Cái tội dòng nhập ngũ thiền sắc giới với án xứ chỉ là Kassina, không thể là án xứ khác. Nhập ngũ thiền sắc giới với án xứ chỉ là Kassina, không thể là án xứ khác. Tức là ngũ thiền sắc giới phải nhập vô ngũ thiền sắc giới với những cái đề mục Kassina, đất nước lửa gió xanh vàng trắng đỏ ánh sáng hay không, tức là 10 cái casino đó, và chỉ có thể nhập ngũ thiền với những cái casino để mới có thể thần thông được thôi, những cái án xứ khác không làm được ha. Nhập thiền những ngoài cái casino này thì không thể làm được. Thì thứ nhất là nhập ngũ thiền sắc giới với án xứ và casino không thể là khác. Rồi đó là đặc biệt phải nhớ xuống dòng, nhập dòng xuất ngũ thiền giới, xuất ngũ thiền sắc giới, chú nguyện thông theo ý muốn. Xuất ngũ thiền sắc giới, chú nguyện thông, viết chữ thông này bự lên, theo ý muốn. Chú nguyện xuất ngũ thiền sắc giới và chú nguyện thông theo ý muốn, tức là nhập ngũ thiền sắc giới với án xứ Kassina xong chưa, rồi mới xuất ra, xuất ra khỏi ngũ thiền sắc giới, rồi mới chú nguyện đâu theo ý muốn. Rồi xuống dòng chú nguyện hai chấm, với lộ ý muốn thông thường gọi là, với lộ ý môn thông thường có tên là lộ chuẩn bị, dễ dễ hiểu. Với lộ ý môn thông thường có tên là lộ chuẩn bị, tức là khi mà chú nguyện thì chú nguyện với lộ tâm ý môn thông thường thôi, chứ không có lộ thiền ha. Chú nguyện muốn chú nguyện một thân quá 10 thân, một thân quá ngàn thân, hay là thân này biến thành thân khác, hay là một thân ở đây, một thân ở chỗ khác ha.
tùy theo chú nguyện. Thì là chỉ chú nguyện với lỗi môn thông thường. Lỗi này có tên gọi là lỗi chuẩn bị, là chuẩn bị là thông. Rồi xuống dòng lộ tâm hai chấm. Hộ kiếp rúng động dứt dòng kháng ý môn. Bảy động lực dục giới hợp trí. Hộ kiếp trở lại. Hộ kiếp rúng động dứt dòng kháng ý môn. Bảy chao ná trí. Bảy động lực dục giới hợp trí. Hộ kiếp trở lại. Hồi kiếp chấm 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 chấm. Hồi kiếp lặp đi lại rất là nhiều lần ha. Để cho nó dục cái hợp thế rồi ha. Rồi nhập lại thiền cơ, nhập lại thiền cơ. Khi tâm lộ chuẩn bị diệt, nhập lại thiền cơ. Khi tâm lộ chuẩn bị diệt đi, cho rõ ràng ha. Khi tâm lộ chuẩn bị diệt đi, gọi là lộ thuận thứ, gọi là lộ thuận thứ. Nhập lại thiền cơ khi tâm lộ chuẩn bị diệt đi, gọi là lộ thuận thứ. Rồi ý nghĩa chỗ này tức là sao? Tức là khi mà giờ cái đầu tiên là mình nhập vô cái giờ cái lộ chú nguyện, tức là chuẩn bị rung động dứt dòng kháng môn, bảy động lực hợp trí là chú nguyện đó. Mà chú nguyện gì đi lại thì mình hành nguyện ha, là lộ bình thường, lộ kháng môn bình thường. À, lộ ý bình thường là xong, nhập vô lại thiền cơ lần nữa, nhập vô lại thiền cơ. Và khi mà cái lộ tâm mà chú nguyện nó bị chuẩn bị đó, lộ tâm chuẩn bị nãy là chuẩn bị ý môn thông thường á, cái lộ tâm chuẩn bị nó bị diệt đi ha, nó diệt đi thì nhập lại cái thiền cơ. À, và khi nhập lại thiền cơ là thiền ngũ thiền sắc giới đó, nhập lại thiền cơ đó, thì cái lộ này được gọi là lộ thuận thứ, tức là thuận theo cái trước và chiều theo đúng cái hướng đi phía sau này, thì được gọi là lộ thuận thứ. À, tức là chú nguyện xong rồi nhập lại nha, nhập lại thiền cơ lại, tức là nhập vô lại cái lộ ngũ thiền. Thì lộ ngũ thiền nhập lại thiền cơ này được gọi là lộ thuận thứ. Được chưa? Quý vị nắm được ý chỗ này không? Ví dụ như giờ cô Nhật Quỳnh của chú nguyện, ý cô ngồi cô nhập, chưa nhập mà của chú nguyện, nguyện cho tôi có được 100.000 đô la. Nguyện có 100.000 đô la, xong con nhập lại thiền cơ lại. Khi mà cái lộ chú nguyện diệt, nhập lại thiền cơ lại. Thì đó là cái lộ thuận thứ chuẩn bị để lộn tiền ha. Nhập lại thiền cơ. Hiểu không quý vị? Hiểu cái đoạn này không? Alo. Alo, còn nghe sao? Tôi mất hết rồi. Rõ ràng rồi, hiểu không? Hiểu không? Rồi đi tiếp luôn câu chót. Khi vừa xuất khỏi lộ thiền cơ này, khi vừa xuất khỏi lộ thiền cơ này, phải. Khi vừa xuất khỏi lộ thiền cơ này, phải. Lộ hiện thông khởi lên. 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 Và những gì vị thiền giả ước nguyện sẽ được thành tựu. Và những gì vị thiền giả ước nguyện sẽ được thành tựu.
Rồi, đây là xong. Tức là chú nguyện xong xuôi, nhập tiền cơ bản, nhập lại tiền cơ bản xong xuôi, cái lộ hiện thông nó hiện lên. Lộ thì sau khi mà xuất khỏi lộ thiền cơ này, cái lộ hiền thông nó khởi liền, thì mình ước nguyện cái gì nó sẽ thành tựu cái đó. Thí dụ như mình muốn một thân quá nhiều thân thì lúc đó là nó thành tựu liền, hoặc là biến mất chỗ này mà có mặt chỗ khác, vân vân, thì lúc này là cái lộ mà hiền thông nó là thành tựu và nó làm theo đúng như ý muốn của mình. Đây, đó là những cái trình bày về cái lộ trung tâm, mà là lộ nhập thiền cơ và lộ hiện thông, nó có sự tương tự như vậy. Đó là xong cái phần mà chúng ta đã được học ha. Rồi kỳ tới là chúng ta sẽ học về các loại thần thông, nhớ nhắc nha, các loại thần thông. Rồi hôm nay tới đây là vừa phải lẽ ha, vừa tới đây là học từ từ giờ chắc cứu ha, các loại thần thông từ xa ha. Rồi do phước báo chúng ta học được ngày hôm nay, nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sáng lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng điện nhà cả thế. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sắc Ca Giá. Và xin trả mic lại cho room MC. Sa thú lành thai. Thượng Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room thành kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay cho đạo tràng nghe hiểu và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Mà Nhật Quỳnh nghĩ chắc trong đạo tràng mình có vị nào có thể mà hiện thông gì. Nhật Quỳnh thì bó tay nha. Nhật Quỳnh thì bó tay, không biết có vị nào có thần thông cho Nhật Quỳnh biết nha. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh thay mặt đạo tràng kính cảm ơn thầy kinh rất là nhiều đã giảng dạy bài học ngày hôm nay, và có lẽ là ngài Thiện Đức không có chúc phúc đâu. Dạ, chắc nghĩ không có hả? Nhật Quỳnh thì chắc chắn là không rồi. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng Nhật Quỳnh sám hối sau khi kính pháp, và sau đó thì hồi hướng luôn nha quý vị. Tại vì nhiều lần mà Nhật Quỳnh thỉnh ngài không có thấy ngài chúc phúc. Dạ, ngầm nãy thầy đã chúc phúc rồi. Thầy kính mời quý vị cùng ghé Nhật Quỳnh sám hối á. Uất tam ăn ghê na quan đề hằng ba đà phạn sum và ruột tam ăn bút thầy vô ca li tâu đô sâu bút thô cầm mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quan đề hằng thầm anh cho Đức Vi Thần và răng thầm mê vô ca li tô đổ sâu thầm mô cầm mặt tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quan đề hằng sẵn thanh cha đư vi thốt tam ăn sẵn thể vô ca li tô đổ sâu sẵn khô cầm mặt tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng và phước đã học kia diệu pháp ngày hôm nay à. Ya đề quá ta san ti vi ha ra wa si ni thụ bề kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha quan tu bồ chi ta sa thình ca rôn tê tha vi ha ra man đa lê thầy ra cha mắt cha na wa ca cha phích kha vô sa ra mi ca đa na ba ti u ba sa ca ca ma cha
đề sa ni ga ma cha u sa ra sa ba na pu u ta su khi ta pa quan tu ten cha ra bu cha ye vi cha an da sam pha qua san se da cha ta tha vô ba ba ti ca nêu ya ni căn tham ma qua rằng ma tích cha tay sa be bi du kha sa kha ro an tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mơ tham ma tha ra cha phúc kha la sang go ho tu sam mắc go qua a tha ya cha hê ta ya cha am hê ra ka tu sa tham mơ sa be bi tham ma cha thì nâu vụt thinh sam ma bu này ya ma tham ma đi dập ma quê đi tên nhưỡng cầu ca đấng chư thiên trong vòng thịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hỏi họp về sẽ dùng pháp thi tiền bề cũng dâng rồi xin hậu độ chư tăng cửa từ ẩn nao phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kêu cử châu quần được phần an khương chúng sanh bốn loại không lường nọn thai thấp hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thực các ngài mà minh bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thảy chúng con tăng hóa trong pháp Phật soi giao truyền. Nam mô Bụt Thầy gia chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cộng mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên hạnh thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vũ trời ý thích chư thiên Chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chung quanh nhà thầy kinh, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tôn đức thầy kinh phát thể kinh năng bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ viên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng niệm nhau cả thảy. Y đăng quân nhân đi bana sabat cha yo hồ tu y đăng quân nhân đi bana sabat cha yo hồ tu y đăng quân nhân đi bana sabat cha yo hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức và thầy kinh quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy di diệu pháp cho chúng con được lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, đến với thầy kinh. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài, trợ duyên thầy kinh được an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng kính pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Trí Đức và thầy kinh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành trôm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rôm có nhiều điều thơ thất, con thành tâm rồi
sám hối với dạ con bị cái máy con nó bị trục trặc hả? Dạ cho con một chút xíu. Dạ, đạo tràng còn nghe được âm thanh Như Quỳnh không? Cho Như Quỳnh xin một tín hiệu ạ. À. Alo, dạ, cảm ơn Thiền Vũ. Dạ, mai Như Quỳnh bị trục trặc nên Như Quỳnh bị phân tâm. Dạ, con thành tâm sám hối với Tam Bảo. Thành tâm sám hối với quý ngài, quý bà, quý cô, tu nữ, với anh chị em, đạo hữu, hay từ bi, hỷ xã cho con. Và Như Quỳnh cũng xin cảm ơn. À, trong nguyện rất là nhiều và cảm ơn tất cả đạo tràng đã hỗ trợ cho rôn Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha giá, con kính chúc quý ngài, kính chúc thầy kinh, kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha giá, nam mô Tham Ma.